không? Em Ôi trùng giời rồi. ơi, bạn đánh đấy. Cái cành sẽ ơ kìa. À, tôi lên tôi cover bạn cả đây. Em hào này yếu lắm. Ui dồi, đây luôn này. Lùi túi, lùi túi, lùi túi. Tôi ăn đá, tôi cover bạn được nha. Em bọc được của nó em. Mình đang tiến độ này. Bắn đây bạn. Tao tôi đút bạn. Chờ nha, chờ nha, chờ nha. Lên. Vừa lát ăn nhanh thế. Clear đi, clear. Mình phải flash nhanh chứ bạn. Thế ăn tìm đến, thế đòn tìm đi thôi. Anh em, bạn bè chơi với nhau, có ăn thì tìm đến, có đòn thì tìm đi. Những cái loại đấy là ăn em, ăn anh. Ôi giời ơi. Xí cho, mình kho cho bọn này. Đỏ quán. Mấy mấy ông bảo vệ ở quán đúng không anh em? Tớ đang tính đổi bên bảo vệ khác nhỉ, đổi công ty bảo vệ khác. Bên này các chú già quá, khó giao tiếp lắm. Chuyện này mấy ông già khó giao tiếp lắm. Nhưng mà mấy ông già mới lại cẩn thận. Không cẩn thận đâu bạn ơi. Đây bạn ơi, được rồi, bọc qua. Đây. Còn gì nhỉ? Nó mất lan nhá, nó mất lan nhá. Bạn tặng đi. Bạn này, tặng ngoài chết này. Tôi quên này. Sao hồi đúp nhanh ấy nhỉ? Con rò. Đừng. Bốc bạn đừng đứng về phía trụ nhá. Bạn đừng đứng về phía trụ này, thấy chưa? Mày chết rồi. Được không? Gót nhanh thế. Nhanh thế. Chịu luôn. Bạn từ từ đá bạn. Quái mắc binh rồi, không là bế tôi về. Quái tôi đu bắt ra sao mà không đá nó về là nó bế mình về trước đấy. Bạn này đâu, quả lát này. Bạn ra thăm tiếp này. Này. Tôi không có đầu nha. Đi bộ bút đầu ấy. Lên là. Này thế là phải. Ê. Của bạn ấy, của bạn ấy, này, tú. Ai... Tôi cố gắng hết sức rồi. Thấy đỏ cái nòng rồi. Hay rồi. Bốn ly si này vẫn chưa chuẩn chỉ. Chưa có cái gì. Đấm mắc binh luôn đấy, mắc hit luôn đấy tú ạ. Chưa có rờ. Đã bảo tôi chỉ đi bộ vuốt dâu thôi mà. Vuốt rờ ra đi. Từ tú ơi, áp lực thế. Bạn ra đi mà. Mày thề luôn, bạn kêu như vạc ấy, nào lại ra nào. Chơi tú. Con mai chơi. Thôi. Thế đỏ nòng luôn. Có cần từ giả thứ dụng nhỉ? Có đây, chơi. Bạn đẩy quay liên tục ấy. Nó còn gì không? Nó hết rồi. Tôi bọc sau nhá. Ê, đây, tú ơi, đây tú ơi. Đâu rồi? Không. Đá một không? Là bạn. Thằng nào cũng được. Dễ đâu. Nhưng mà bạn xử lý vẫn như. Mặc dù đấy là một pha xử lý dễ. Mình mớm bạn tận mồm luôn đấy. Thật đấy. Mỗi lần mình mớm bạn đến tận mồm luôn đấy. Hầu như bạn phải không nhờ bạn chỉ cần đâm đá đi bộ hút dâu. Xong vào mũ của liếm, xong. Nguy hiểm, dễ vơi, dễ vỡ. Hai. Nhìn mà solo với tao.
cảnh thế bạn này. Mua sống ở bảo thế nhở. Nhưng mà chưa gây đột biến được gì nhiều. Đấy vẫn là chuyện siêu và vang. Thể luôn chơi game về tù áp lực luôn đấy. Thật. Lâu lắm rồi mình có cảm giác chơi game nó áp lực như này luôn đấy. Mình có nhiều năm kinh nghiệm đánh giải nhiều hơn bạn mình nói bạn nghe. Đi thật. Tôn không có tôn đâu. Đều. Mày muốn được rồi bạn ơi. Cái bi hai này. Ê, nó solo. Ơ, cái nào bị đâu? À? Cái nào nó ở ngoài rồi. Ly xin top top. Ai bảo ai? Thảm thật đấy. Nope. Sống ông hơi lo. Cái kỹ năng của Tú chính ra là tiệm cận đến cái sự họ hoàn hảo ấy nhỉ? Tú nào? Mình kẻ đây. Ê, đánh luôn này đấy, Không đầu đúng không? Tú. Khó đâu, mình khó cho. Bạn. Cố lên. Lát đi, lát đi Tú. Tú, lát. Bạn này, Tú. Nó có tốc hành nó nhanh vãi. Thôi. Bạn lát cứ chậm ấy, bết thêm đam à? À Tú. Mình lúc đấy mình quay lại mình thử đam, xem có đủ không. Vào luôn bạn, được nhá. Hai. Xong không? Em trùng rồi. Ôi bạn đánh đấy. Tôi cái cành sẽ... Ơ kìa. Bạn đừng có nói thì tôi mới chơi được Tú ơi. Cứ ngồi khiển hộ thôi, cay vãi lìn thề. Tôi tham đáng xẹt. Ơi bạn. Một pha kẻo của Picasso Việt Nam. Mày khò cho nó cái bóng đá này. Bạn này, một người dưa khỏe nhá. Hai. Ui. Rồi, hai. Bên đây về luôn này đẹp hơn đấy. Không còn gì đâu Tú ơi. Chết rồi. Ê, luôn là ngày được á. Thằng Modder bỏ thằng ấy rồi. Mình nói. Được. Rồi được. Tú ơi, Tú. Đây mà. Bạn đá hai rồi đấy. Bạn không đâu. Khỏe lắm bạn ơi. Bruh. Uầy, thằng này nó lên gì á? Khiên Thái Dương à? Tôi đấm mất máu luôn mà. Khiên Thái Dương có triệu gì lai. Theo mình thấy là bạn chưa, bạn đánh con tăm bồi ấy. Kể cả trong anh giải. Trong anh giải bạn một là dây tông, hai là dây xì, hết. Mau cai. Ừ, thêm mau cai nữa, hết. Không còn con nữa. Cái bẻ tôi của bạn nó hẹp. Mày. Thế bạn được anh tí nị huấn luyện viên chưa nhở? Được rồi đúng không? Ôi, mày đập cho chơi chung đồ với cả Mao Kai thì đánh gì? Cứ vào cái là lốc Mao Kai. Phất pick. Bạn hiểu tại sao anh nị lại cho bạn đánh con đấy không? Tại vì bạn không thực lực để bạn đánh con khác.
Mày bây giờ tôi F1, tôi phớt bích con Mao Kai để cho team dễ đánh. Cái hồi đấy meta mà, lại thực lực cái gì? Hồi đấy là top tank. Thế bạn vào bạn đánh một trận La Van ông bạn cũng cút luôn đi. Các tôi và bạn lại nói à? Vào cái trận La Van ông cút luôn. Cút đồ, cút bạn. Chill out, mình sang xem các môn với môi trường phù hợp hơn. Môi trường phù hợp. Bạn nói mất quan điểm quá. Tàng hình lên trên à? À. Cầm đâm bồ mình thấy luôn. Buồn mà. Hey. Okay. Mình lên đúng không? Cái đợt Duy đánh giải là nếu mà để mà đấu sĩ đi có mỗi Fiora top anh em. Fiora để mà pick kiểu đi chặt Mao Kai đấy anh em. Ai meta đấy của bạn. Đúng đợt là meta không? Mao Kai như nhiều con nó vẫn là carry top được, đờ thiếu gì? Carry top con gì? Ngoài Fiora ra, còn gì đâu? Có thêm con Eco top tank nữa. Con Eco băng lửa ấy, bạn nhớ không? Là hết rồi. Ngày xưa tôi cả ngày ren suốt ngày chun đồ với cả Mao Kai mà chơi nấy luôn đấy chứ. Mày thằng này nó lôi kéo mình vãi lồi, cái gì lai của nó khó chịu quá. Toàn Bobby chun đồ Mao Kai ấy. À anh em xem cái thằng đúc T1 ngày xưa ấy, ngày xưa đi chơi chạm y hệt nó luôn. Có khác gì? Có mấy con đấy. Bạn ơi, hay quá. Bắt phá rồi kìa. Bạn không âm. Ôi. Chúng thử quên kìa. Nhào nhỉ? Nhào ông ơi. Hai ông ơi nhào nhỉ? Nhào nhỉ? Bạn tôi giáp sinh nhanh cứu tú. Cứu tú. Tú. Ổn không? Đúng không? Chắc chắn nhá. Ổn. Đá đi. Bạn có thấy được một tí máu nào luôn à? Ui dồi ôi. Ba solo được, đến rồi. Bạn làm gì được. Này bạn ơi. Mulu cảm giác nó một vết năm ấy nhở. Nó mà bắt được 5 thằng vào chuồng nó đập hết. Thật. Nó bắt được 5 thằng vào chuồng nó đập hết rồi. Rồi đi. Bạn ấy có ra. Ui. Xong rồi. Sở tích bottom clip. Một cái combat nữa là win. Bạn ở lại nhá, solo. Rồi. Rồi phút luôn. Nó chụp lại luôn à? Chụp luôn rồi. Hai bạn thoải mái tuyệt ga. Ôi máu, thoải mái như thức, ngon. Rồi sang. Ôi ôn rồi, bạn đòn gì nữa? Em thôi. Mấy ông cảnh này. Em thôi, à rùa. Thế Tú đập ngồi đập chat cũng win. Không phải chơi cái đâu.